Nó đi hơi sim nha mọi người, sim chín này. Sim này. Đây, sim. Sim nó chín đây đó nè. Đây. Cầm cái sim. Sim này đồ bộ trải nhiều lắm. Nó chín gần hết rồi. Còn rồi một ít nữa đây. Sim tím. Cái đội sim tím. Sim. Đây này, chín này. Ôi sim, sim, sim là sim. Sim là sim. Chín 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 chín. Và đổi chín chín. Trời vừa mưa xong. Cái này trồng được mấy năm rồi. Công nhận là cái sim này khó trồng lắm mọi người nha. Trồng dưới đất thì được. Trồng dưới đất nó lên tươi tốt. Còn trồng trong chậu này. Cây này hồi trước là to lắm, bỏ vào chậu là nó không lên được. Trong chậu này phấn rất là nhiều, phấn chuông rất là nhiều. Một trường ốm sùm luôn. Cái sim nó gì ở trong ở ngoài đất, ở ngoài thì nó tốt, nó sẽ không lan. Toàn là lan lên. Vụt này. Dễ sợ chứ này. Mấy năm trước đầu tư 40-50 triệu đấy mọi người. Mua từ hồi từ ký nó còn nhỏ. Mua từ sen này. Đầu tư 50-60 triệu đấy. Bây giờ thì nó được bán được vài triệu chứ không biết. Hoặc là lăn lăn phá hay thế nhá. Nhiều loại lắm, rất là nhiều chủng loại. Tôi đang bán nên chưa thấy ai có được, mấy người họ nhắn tin hỏi nhưng mà chưa thấy trả lời. Đây là canh sáu mắt, còn đây hồng nhật hà này, long điền hạt ô, bạch tuyết, cờ đỏ, hồng mỹ nhân, rất nhiều loại không nhớ hết, hồng nhật hà, hồng xước, cho mọi người canh bạch tuyết ấy. Hùng xước ghi hết chứ không ghi đâu, không nhớ được. Đây hùng mỹ nhân, đây là cờ đỏ, mỹ nhân này, đây là hùng xoe này, hạt ô này, phú thọ này, phú thọ nhưng chưa tốt lắm. Gần 100 triệu đầu tư 50-60 triệu, gần 60 triệu rồi. Bây giờ tôi nghĩ được vài triệu không. Đây còn cây này ghép luôn, ghép ba gốc này, rễ nó ra nó bám. Tết này là hoa nở sẽ được, rễ nó ra nó bám. Xuân rừng, ngọc điểm,
rễ nó bám vào. Màu rất là nhiều màu. Cây này khoảng 2 năm nữa thì cực đẹp luôn. Đấy, tôi dẹp vào trong chậu này. Còn bú đơm hoa nhé. Cục nhạn. Trời này thôi chăm cho nó, tôi chủ yếu là tưới nước thôi. Đây. Không bán này, ai mua được thì tôi bán. Bán hết luôn. Ôi. Ôi, đây loán luôn rồi. Xin. Đây rồi, đây đất nó là mượn của họ để bỏ, không mình có đất nếu có thì bán này, ai mua thì bán. Chào mọi người nha, ai mua thì nhắn tin để tôi bán nha.